là bản tin phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻ. Đây là bản tin phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻ, phát trên sóng FM tần số 93 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến nộp từ cổng dịch vụ công quốc gia, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo nhiệm vụ được giao tại văn bản số 4214 ngày 27/5/2024 về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn của tỉnh và văn bản số 1687 ngày 14/11/2023 về triển khai thực hiện chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ quá hạn, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng nhiều hồ sơ trực tuyến bị chậm tiếp nhận giải quyết hoặc không được tiếp nhận. 100% hồ sơ thủ tục hành chính chậm, muộn phải thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo quy định. Phải thao tác đúng trên hệ thống khi giải quyết thủ tục hành chính, chấm dứt việc tạm dừng hồ sơ chưa đúng quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã thị trấn Đạ Tẻ thường xuyên kiểm tra mục chờ tiếp nhận online và tiếp nhận ngay đối với hồ sơ đủ điều kiện giải quyết. Từ chối tiếp nhận đối với hồ sơ không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ khi thiếu thành phần hồ sơ. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại điểm D khoản 1 chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện rà soát hỗ trợ cấp đầy đủ kịp thời chứng thư số tổ chức cá nhân cho các đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn của huyện. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ban Nhân dân huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện duy trì thường xuyên rà soát, đề xuất nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, của huyện, đáp ứng yêu cầu thực hiện việc tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tập trung do bộ ngành quản lý với cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, của huyện, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Trường Đại học FPT tuyển sinh năm học 2024, các ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, công nghệ truyền thông và các ngành ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc. Đặc biệt năm nay, trường Đại học FPT mở các chuyên ngành mới rất phù hợp với xu hướng thị trường nhân lực hiện tại như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quan hệ công chúng, công nghệ ô tô số. Sinh viên tốt nghiệp trường Đại học FPT được tuyển dụng làm việc toàn cầu, có trong tay hai ngoại ngữ, vững chuyên môn, rộng mở tương lai. Thí sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có thể nộp hồ sơ bằng kết quả xếp hạng học bạ vào trường Đại học FPT ngày hôm nay. Nộp hồ sơ sớm, nâng cao cơ hội trúng tuyển, học đúng chuyên ngành yêu thích. Gọi ngay tổng đài tuyển sinh theo số 0328 330088 hoặc truy cập vào website daihoc.fpt.edu.vn. Thưa quý vị và các bạn, bản tin phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.